Dạ, chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với clip mới nhất trên kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Thì hôm nay mời cô chú cùng ghé lại đây là một cái khu vườn mai rất là đẹp của anh Dân ở thị xã Long Mỹ của huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Hôm nay anh Dân cũng mới đầu tiên lên clip ha cô chú. Giới thiệu cho quý cô chú anh chị xem là hai cây mai. Đó, hai cây mai rất đặc biệt, một cây mai gián thú cô chú. Trước mắt quý cô chú là một cây mai gián thú. Và một cây mai nữa cũng đế đồ rất là đặc biệt luôn. Đây, một cây mai. Nói chung là hai cây này thì có một cây là thành phẩm chơi liền nghe cô chú, bông đều đẹp hết. Thì rất mong cô chú anh chị xem vui giải trí, nếu có yêu thích thì ủng hộ cho anh Dân mà mình giao lưu. Rồi, anh Chiến cũng hỗ trợ. Rồi, em chào anh Chiến ơi. Rồi, chào anh Khánh. Chào cô chú anh chị, hôm nay đến vườn của anh Dân ảnh giao lưu cô chú anh chị là hai cây mai, một cây tàn, một cây hình thú. Mong cô chú anh chị ủng hộ cho anh Dân trong clip đầu tiên của vườn anh Dân. Rồi, số điện thoại thì con để trên màn hình nghe cô chú. Mình giao lưu thì mình gọi giao lưu trực tiếp giúp con. Cô chú yêu thích kênh thì nhớ đăng ký ủng hộ giúp con. Con xin chân thành cảm ơn. Mình vô xa xa thì anh cho cái chiều cao giùm em đi. Bông là bao nhiêu cánh anh 8 đến 12 cánh. Là giảo đó cô chú ơi. Bao đẹp ha. Bao đẹp, 8 đến 12 cánh. 8 rồi. 12 cánh ha cô chú. Đó. Chiều cao 2,5 m cô chú ơi. Cao là 2,5 m. Rồi cây này là tàn tự nhiên luôn nghe cô chú. Tự nhiên. Tàn này thì là cây rin nghe cô chú, không ghép không gì hết nghe cô chú. Đây, tàn nó đây một thước nè. Rồi 3 mét tàn anh ha. 3 mét. 3 mét có hơn nghe cô chú. Đúng rồi. Để 3 mét thôi. Đây. Tàn tròn ấm nha cô chú. Tàn tròn vo luôn. Để con đi vòng cái tàn cái rồi đi vô cái chi tiết hoành thân hoành đế cho mình xem ha. Ảnh nuôi trong cái bồn lớn lắm cô chú ơi. Bồn này đường kính cho cỡ 2 mét mấy à. 2 mét mấy à, đường kính của cái bồn này 2 mét mấy à cô chú. Đây. Mà cái này ảnh nuôi lâu rồi, đế sâu dưới đó mà không chưa có bươi ra được, chỉ bươi ra một chút thôi. Tàn tròn vo luôn anh ha. Bông rồi. Này bao đẹp, 8-12 cánh. Đây nè cô chú thấy cái lá với cái bông là biết nha. Nè. Cái nụ nó ôm nè cô chú. Đây. Ôm nụ nè. Bông rất đẹp. Mình nhìn cái lá là có thể biết cái bông của cô chú đây nè. Anh Chiến nhòm đây những cái nụ nè cô chú. Đúng rồi, đây nè nè, nó nụ nó tròn xe vậy ha. Đúng rồi. Cây này rất là sung luôn cô chú. Cây sung, nụ cứng ngắt cây luôn cô. Nụ cứng ngắt hết. Cây này Tết rồi thôi khỏi chê rồi. Rồi. Bộ đế thì rất là kỳ quái. Đây. À, chắc có thể là anh để chơi cây tử nhỏ đây nè cô chú. Đúng đó rồi. Nó mọc ra cái bộ đế đó, ha. Bộ đế này còn nữa nghe cô chú, còn nhưng nữa, mà lấp hơi nhiều thì đây nè. Thì hôm nay ảnh cũng không định quay, nhưng mà xuống là sẵn dịp á cô chú, cái ảnh giới thiệu cho mình xem giao lưu luôn. Nè. Cho nên là mới có mồi ra sơ sơ vậy thôi. Chứ còn ở dưới thì nhiều lắm. Đây. Đây bộ đế rất là quái. Rồi chi tiết hoành thân rồi, nha cô hoành chú. Thân anh đây, đo giúp em đo trên này nha. À, ngay cổ nè. Rồi đo nhiều vị trí cho cô chú anh chị đi. 41. 42 cái 41 nè đó. Dạ rồi. Rồi đây. Ở dưới đó là nó 54, 54. Rồi 54. Còn cái rồi, đế này. Đế thì không biết đo làm sao luôn cô chú ơi. Nó vậy đi, nó đặt thước vậy đó, đi. Đó cái thước thì vậy thôi cô chú, nhưng mà ở ngoài này thì còn ngoài vậy nè. Còn nữa nó còn ra ngoài này nè. Dữ lắm. Ngoài này còn nhiều lắm cô chú. Đó. Đặt để cô chú hình dung đây, được đi. Đây còn cái thân nè, thân nè. Cái chân cành lớn lắm nha cô chú. Sẵn ở đây mình đo cái tay luôn nè. Đo chân cành luôn đi. Đúng rồi. Để thân hồi ấy để ra chân ngoài cành lớn to lắm. 20 mấy. 25. 25. Rồi, đây. Đúng nè. Đó. Lắc qua lắc lại anh ha. Đúng rồi. Bỏ chân cành rất là đều luôn. Đóng rất đều luôn cô chú anh chị. Tới trên cái ngọn nè, mai này giống như là mai nu cô chú. Đúng rồi. Nó mà già cái là nó ra nu khá là nhiều á. Cái ngọn còn có chút xíu vậy nè. Bóp cái ngọn lại đây. Bên đây bộ đế rất đẹp luôn. Dòng qua đây nó y. Rồi. Cây này là bao bông đẹp hơn cô chú anh chị, 8 đến 12 đây cánh. Đây những cái đặc điểm của nó nè cô chú. À này nó cái mấy cái nách này nè. À, có những cái mặt cắt mà nó bít luôn á. Cây này sạch cây luôn, không có mặt cắt thôi cô chú ơi. Rồi. Bây giờ là bít hết. Đây, nguyên cái hoành đế đó. Cho cô chú xem cái nè. Lắp rất là nhiều cô chú, lắp khá nhiều. Nếu mà chi tiết hơn thì có thể mình kết bạn Zalo với anh Dân ha. Đấy, có khi mà có hình cây mà hình cũ bộ đế là anh sẽ cung cấp cho mình thêm. Đây còn cho cô chú thấy ở đây thì nó nổi lên nha, còn phía dưới này nè, còn nữa ha, phía dưới những cái rễ nó nằm âm ở dưới này nữa nè.
Còn rễ cám là cô chú thấy rất nhiều. Rồi, phía bên đây những cái chân cành nó lên cho cô chú xem ha. À, bao bông đẹp nha cô chú. Bao bông đẹp 8 12 cánh. Đây, phía bên này mình nhìn cũng giống hình thú anh ha. Đúng rồi. Nhìn giống hình thú nằm ẻo vậy nè. Đó. Hiện giờ là không có mặt cắt, không có thẹo gì hết trơn nha cô chú. Cây sạch, cây không có mặt cắt á. Cây sạch cây. Anh về là coi như cây này là không có mặt cắt á. Đây. Chiều cao nãy là mình đo được nhiêu anh? 2,5 m. 2,5 m. Tàn ngang hơn 3 m hay cô chú? Ngang hơn 3 m. Chân cành lớn vậy nè cô chú. Chân cành lớn tan tròn luôn ha cô chú. À, cây riêng 8 đến 12 cánh. 8 12 cánh. Rồi, cho em cái giá tham khảo giao lưu luôn anh ơi. Rồi, cây số 1 này là giao lưu cô chú anh chị là 50 triệu, bao ship 300 km. 50 triệu anh ha. Bộ đế rất là kỳ quái cô chú. Nguyên một cục này nếu mình đo ở dưới này nó còn to lắm ha. Nguyên một cục để đặt á. Đây. Một vòng nữa cho cô chú xem cái bộ đế với cái thân lại. Thì ảnh giới thiệu hai cây thôi cô chú ơi. Một cây hình thú nãy con đầu clip á. Như cái móng rồng nữa cô chú ơi coi nè. Ở đây có cục tròn vo luôn nè cô chú. À ở đây nó cắm xuống cô chú cắm ơi. Xuống sâu lắm mà sâu lắm. Tại vì cây anh đang nuôi á. Đây nè cô chú. Nuôi trên bờ thành ra cắm lúc xuống sâu rồi. Ở dưới này đây có chừa nhánh tử nè, mình có thể chơi cây tử nhỏ nhỏ ở đây ha. Đó, bộ đế. Hồi nãy mình đo cái thoát thân giùm em nha. Cái thoát thân tới chân cành giúp em cái. Rồi. Đó, thoát thân tới đó, hai chân cành này nằm ngang đó. 35. Thoát thân 35 cô chú. 35. Ờ, 35. Đó. Cái dòng này nó giống như là mấy cái dòng nu vú bò á cô chú. Tức là những cái nách này nè nó phì ra anh ha. Đó, nó phì ra nó bóp lại, đó, như cái vú bò đó. Đây. Rồi. Giá là 50 triệu anh ha. 50 triệu bao ship 300 km. Ship 300 km. Cây này bông thì Tết là rực rỡ rồi cô chú. Này mình chơi liền đây. Rồi con đi vòng tàn cho mình xem lại ha. Cô chú xem kỹ giúp con ha cô chú. Mấy cây này thì giá trị tiền nó cũng khá lớn. Cho nên là mình xem thật là kỹ giúp con. Đó, có gì sai sót là mong cô chú thông cảm ha. Còn nếu mà có gì mà cô chú thắc mắc không rõ thì mình gọi chủ vườn nha cô chú. Ví dụ con quay đôi khi không có thể nào chi tiết hết được đó, thì mình muốn mình cái nào không rõ đó cái mình gọi chủ vườn giúp con. Bông thì đây nè cô chú, con thấy bông những cái nụ đó nè, này sung dữ lắm, sung luôn cây. Đây bây giờ mở đóng nút nụ vậy là chứ nghe là dữ lắm nè, đóng cứng ngắc luôn hết trơn cô chú. Cây này mà ra bông cái vàng hực luôn. Thì ảnh bao bông đẹp cho mình đó, 8-12 cánh. Rồi, mời cô chú cùng qua cây số 2 là... qua cây số 2 với con ha. Đây là cây hình thú đây. Một cây hình thú, bông cũng vậy luôn anh ha. Bông đẹp luôn. Đây y gan như cây kia luôn ha. Đúng. Lá y gan luôn. Đây cây này hình thú. Hình thú nằm vậy nè cô chú, có hai cái chân, hai cái đùi to đùng luôn. Đó, rồi. Rồi, cây này thì tàn thì mới làm lại cho nên là chưa được như cây kia nha cô chú. Rồi, chiều cao anh ơi. Rồi, hết thước. 1,5 m hả cô chú? 1,5 m là mình tới đó thôi, còn nếu mà lên tới cái mặt cắt thôi. Rồi. Lên trên đó 1 m nữa cô chú ơi. À, lấy luôn cái ngọn là 2,5 m. Đúng rồi, luôn ngọn là 2,5 m. Rồi. Cái kia đó. Rồi cái tàn được nhiêu anh ơi? Tàn này thì tầm khoảng 2 mét thôi cô chú ơi, 2 mét. Cỡ 2 mét. Tàn hiện giờ khoảng 2 mét. Mà đều tròn nha cô chú. Rồi. Hình thú nằm nhưng mà tàn tròn. Anh có tiệt rửa qua một nước dây á. Rồi. Cây này là cây ghim nha, không có ghép nha cô chú anh chị. Cây ghim. Cây ghim đó không có ghép. Ở đây là không chơi cây ghép cô chú ơi. Cây ghép. Cho nên là mấy cây này là cây ghim hết. Này, để hồi con cho cô chú thấy mấy cái nút nụ của nó. Cũng dữ lắm như cây bên kia đây nè. Đó. Rồi mình đo giùm em đi. Cây này cũng liền lạc hết trơn nha cô chú. Liền lạc. Để thú cắm xuống không à. Đây nè. 48. 48 hoành ha cô chú. Ngay vị trí này là 48 hoành. Rồi xích xuống chút nữa anh ơi.
Đúng rồi, xích xuống thì nó là ra nhiêu đây? 52. 52. Nếu anh đo vậy đó nghe chú, anh đây, không chèn thôi xuống dưới này nha, xuống dưới này nó còn xuống dưới này còn nữa. Còn đây nữa. Là 52. Rồi bây giờ chèn ngang qua đây luôn, đúng rồi anh ơi. Chèn ngang, nếu mà cái này gọi là cái cũ thôi cô chú ơi, chứ không biết gọi là, mình tạm 96. Gọi đi cái cũ. Đây nè. Đó. 96. Rồi để thước gì luôn đi. Rồi, còn cái đế thì nó cắm xuống nè đó cô chú. Đế nó quặm xuống. Nó quặm xuống không à? Nó gần cả trăm luôn à. Đây. Đế nó quặm xuống hơi cô chú ha. Toàn bộ là có hết nha cô chú. Đó đó, anh dẹt dẹt cái cho cô chú thấy đây. Nó quặm xuống không cô chú? Đây có rồi. Ảnh nuôi cho nên ảnh lấp hơi sâu. Và hôm nay cũng không có định giao lưu, nhưng mà cũng sẵn cái ảnh giới thiệu giao lưu hai cây luôn cô chú. Đây. Rồi anh đo nguyên cái mình dài mà tới cái chi cành là như vậy. Cái đúng rồi. Bò luôn. 45. Rồi, 45 hay cô chú. Những cái mặt cắt nó thấy nó kéo rất là mạnh. Đúng rồi. Nhưng mà cắt kéo rất là mạnh. Không phải cây gin, không phải cây ghép nha cô chú. Cây gin ha. Đây, những cái nút nụ đó nè cô chú. Đó. Bông cũng 8 12 cánh ha. Yeah. Đây phía dưới này của con thú rồi cô chú. Đây. Chân cành nó lớn không anh ha, chân cành cũng to hết rồi. Cây này là ảnh cắt lại, còn cây kia là nguyên gin luôn. Cây này thì mình cắt mình làm lại. Cái tay này 21 lần cô chú ơi. Rồi 21. Đây. Cô chú thấy từ phía dưới, mình tạm gọi cái này giống như là cái ức ở dưới này nè anh em. Cái ức. Đó. Nó sạch trơn nha cô chú. Phía dưới là nuôi là nó ngã nó. Chân cành nó đóng đều rang luôn cô chú, đều rang lên đây luôn nè. Rồi hiện giờ những cái này nè là nó ra bự hơn ngón tay cái mình luôn rồi nè. Và nó kéo vậy nè. Cái ngọn thẳng lên, ảnh dựng cái cây đang dựng cái ngọn nha cô chú chứ không có gì hết. Đó, dựng cái ngọn lên. Thì cây này ra một cái cây phơm tàn thông cũng khá là lớn á cô chú. Nếu cây thành phẩm. Rồi. Anh đo cái đường kính của cái rễ này bao nhiêu anh? Nó đặc biệt có cái phía bên này cô chú, phía bên kia thì nó cắm rồi. Xuống. Bên đây thì nổi lên hai cái cọng đế rất là to. Rồi. Đây có 10 luôn. Là 30 quanh ha. Đúng rồi. Rồi. Đường kính là 30 cô chú. Cắm này cô chú, cắm xuống. Cầm xuống không ha. Bên kia cũng có mà nhỏ hơn thôi cô chú, nào mà nó bị khuất bởi cái hai cái này. Đây. Mặt sau lưng này cho cô chú xem luôn nè, chứ không phải bên này lép ha. Đây bên đây. Bên đây đầy đủ hết. Đặc biệt là bên đây có hai cái cọng quặm xuống vậy nè. Nhìn rất là lực luôn. Quặm sâu cô chú anh chị, nó rất là lực cái thằng bà bò đó. Đế lực luôn á. Đó, cái này mình về mình muốn vô dây thì vô, còn mình không vô dây thì mình căng dây cũng giống vậy nè cô chú, rồi. Căng tàn ha. À, muốn vô dây là vô được, là vừa vô dây rồi. Căng tàn không, mình chỉnh căng. Tròn tàn là mình chơi thôi. Rồi, giá giao lưu luôn anh ơi. Rồi, cây số 2 hình thú này giao lưu cô chú anh chị là 35 triệu, bao ship 300 km. 35 triệu ha. Rồi. Số điện thoại của anh Dân con để trên màn hình nha cô chú. Đó. 35 triệu, bao ship 300 km. Mong cô chú xem và ủng hộ cho anh. Thì có gì sai sót mong cô chú thông cảm nha cô chú. Con cũng cố gắng con quay chi tiết cho mình xem ha. Rồi. Hai cây cũng rất là đặc biệt. Hai cây mỗi cây có một nét cây này nhìn bên đây phê duyên dáng khác nhau. Đó. Như người phụ nữ mà nằm vậy trời. Đây. Hai cái đùi vậy. Rồi anh liên tưởng tới cái gì luôn rồi. Rồi. Đây hai cô chú ha. Đây. Đó, còn quay kỹ là cho mình xem, mình giao lưu cái mình xem cho rõ ha. Còn vấn đề chi tiết hơn thì gọi chủ vườn giúp con ha. Có gì đó sai sót mong cô chú thông cảm ạ. Rồi, giới thiệu hai cây thôi anh ha. Nhắc lại cây này là 35 triệu. Đây này 35 triệu. Cây này thì đang làm nha cô chú ha. Đây. Những cái này nè. Đẹp có mấy cái này là nó bít luôn. 8 12 cánh. Cây gin chứ không có ghép. Cây gin. Đây, nút nụ nó thôi. Rất là to luôn.
Rồi giá là 35 triệu. 35 triệu. Ship 300 km. Mình tới tại vườn mình xem tận mắt có giá khác cô chú ơi. Rồi bên đây là một cây đầu tiên nè, con quay lại cho cô chú xem cái ha. Đó, cây đế kỳ quái luôn. Giá là gì? 50 triệu. 50 triệu. Cây này môi xuống là đế. Đúng rồi. Còn đế sâu dưới. Phơi nó ra hết luôn cô chú. Phô nó ra hết luôn là đế kỳ quái lắm. Mình nhìn thấy cái phần nổi đây thôi là đã thấy nó quái à. Mà cây này thì cây nguyên riêng, không phải như cây kia ha. Cây kia thì cắt chân cành, còn cây này vốn dĩ là cái mặt cắt nè, bây giờ nó bít luôn rồi nè. Đây. Đó. Cây này là dạng vú bò nè cô chú. Nó phì từ ở trong thân ra những cái chân cành đó cô chú. Nó như là lực sĩ vậy. Đó. Nở cơ bắp. Đây. Nở cơ bắp anh ha. Đây. Chân cành nè. Cây già cô chú nhìn nó lên móc lên mèo lên già mình nhìn dễ biết lắm cô chú, còn cây nào mà cây tơ thì da nó láng mình nhìn cái là mình biết ngay liền. Cây già nó xù xì vậy nè. Đó. Chân cành mặc dù là thấp thôi ha, chân cành nhưng mà chân cành rất là lực ha cô chú. Chân cành lớn rất là lực luôn. Cây này đảm bảo bông đẹp, nhìn thấy cái nụ với cái lá thôi là mình thấy biết. Còn bộ đế thì nếu mà cô chú có yêu cầu mà chủ khai thác xuống đó, thì chụp hình cho mình ha. Này. Còn phía dưới này thì cũng thấy nó còn dữ lắm, còn đây nữa nè. Đây nè. Ở đây còn nữa nè, mấy cái này nè. Môi nhiệt tình luôn cho cô chú xem mà nó rất là nhiều ở dưới này nè mà không có thể nào mua hết. Này, thí dụ phía bên đây nó còn ra ngoài này nữa nè. Môi ra hết thì kỳ quái lắm. Đó. Rồi cũng khá là chi tiết ha cô chú ơi. Con quay cũng muốn quay kỹ cho cô chú để mình giao lưu mình xem cho rõ mới được. Đó. Rồi con nhắc lại ha, cây này là giao lưu giá là 50 triệu đúng không anh? 50 triệu bao ship 300 km. 300 km. Rồi. Bông đẹp luôn. Rồi, mình chào luôn anh Chiến ơi. Rồi, chào anh Khánh, chào cô chú anh chị, mong cô chú anh chị ủng hộ clip đầu tiên cho anh Danh nha. Rồi. Con cũng kết thúc đây ha cô chú. Hẹn gặp lại với cô chú anh chị. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho con. Con xin chân thành cảm ơn rất là nhiều.